Okay, guys. So I'm just here up in Hubbin. We're gonna pay Joanne's electricity bill. It's one. It was like 240 or something. What was it? Oh wait, someone's calling. Hello. Hello. Chào. Chào con, chào cháu. Cháu đang ở trước cái cổng đoàn á. Cháu đang ở chờ bác hai. Xíu nữa cháu chú xuống nha. Chú trả cái tiền điện á. Chờ xíu. Okay, so the bill this month is 236 and and Buck, she still remembered that we had 46k change from last time, which we said to her to keep the change, but she took it off this month's bill for electricity, so it's 190. So I'll just pay that now for John's apartment. I'll put on the mask in case they're afraid. Chào anh. Chào em. Thấy mày anh có trang không? Ôi giời, em đeo lúc không. À khỏi rồi. Rồi. Thế này cũng anh đi xe khách lên à? À xe khách lên. Khách nhắn đi một mình à, không cùng cô ấy. Cô Bác Thanh à? À xíu nữa ghé qua. Nhưng mà nghe là do là anh thấy cái nóc nhà á, ta xây trên đó nó dùng amiăng á, nghe nó ảnh hưởng cho sức khỏe trẻ con á. Rồi nó có mấy cái sợi á, mình thở vào nó gây ra vấn đề với phổi á. Amiăng á, cái gốc mái nóc mái. Thế làm nào? Ở đây nói chung thì tất thì chả biết. Đúng rồi. Thế ảnh hưởng với trẻ con à? Cũng như nó gây ra cái ung thư cho phổi á, mà cũng như là 20-30 năm sau nó mới phát hiện ra. Đây này, đúng rồi. Giờ nhìn đỡ rồi. Mình đang ngang kia. Giờ thấy lành lại rồi. Còn đẹp trai mà, có gì. Mình này, xe to hàng mẫu này. À, thế à. Xe tải này trời sướng lắm, đúng không? Nhà chú gửi cho cháu hả? Dạ, đâu kia, bác cho kìa. Con xin. Anh Trung ơi, anh Trung ở đây. Một trái cho anh trai này. Anh kìa. Sao anh kìa? Sao anh rất nhiều cháu xin ạ. Cháu tên gì? Cháu xin Bùi Đại Hưng ạ. Bùi Đại Hưng. Bùi Đại Hưng. Vâng. Thế cháu, chú cũng có mấy cái quà tặng cho cháu ăn nha. Bánh gạo này ngon nè. À có một phần cho. Thì cậu xin đi, xin ban đi. Có. Đây mẹ cầm một thôi. Bánh gạo này ngon nè. Ôi trời ơi. Rồi. Cho anh gửi cái số tiền điện á. Vâng, đợi em để em gửi lại 10.000 nha. Hỏi gửi lại luôn em. Đây, 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 không có này. Khi nào không có thì mới nợ. Tại anh bác cho. Em gửi. Mong nha. Dạ. Như giờ là Châu Anh đang ở nhà bác Thanh á. À thế à? Cái tiệm bác Thanh á. À thế à? Ừ. Gọi điện chưa? Anh gọi điện chưa? Đang nói là chút xíu nữa kéo qua. À thế ạ. Khổ anh vất vả đi lại lại. Không có đâu, giờ ít lên mà. Lúc trước hay lên. Ở lại đây luôn không hay anh lại về? Tính về trong này. Thì để mấy đồ đạc trên trên thành phố. Thế đi lại lại. A few moments later. Đưa đây bánh này cho anh. Ở đây bác cầm bánh này.
Châu Anh gọi nè. Alo. Thôi không, Châu Anh không, không về. Bánh này là bánh gì? Bánh bột mì với bánh khoai ăn trứng rán à, ngon. À, thôi đi đi đi. À thì mai bác mua cho cái khác nha. Rồi. Hôm nay Huy đi đâu mà Huy chơi được giặc thế? Ô, ô được tiền. Chắc anh ghé qua gặp Châu Anh nhá. À vâng. Để, nó lên được không? Chắc cũng lên lên nữa. Thật luôn rồi chứ. Rồi. Con nhà nó hay cũng khổ. À. Mấy nay họ ở như thế nào? Cũng không có vấn đề. Ở đây không. Có mỗi mấy hôm đầu ấy cũng cứ hay đánh con Châu Anh ấy. Buổi sáng với lại bắt nó đi học chắc gọi dậy sớm đi học, nó kia quát tháo nhau hàng xóm cũng bảo là bên này cứ đánh đánh con nó bảo là như thế. Mà giờ mọi người thông cảm hết rồi. Mà giờ thấy cổ tỉnh hơn lúc trước đó. Đúng nói chuyện như cũng rất là bình thường. Em không phải ở đây nhưng mà ở đây là cái không khí ở đây nó đúng rồi. Từ bữa bao nhiêu người có cả trẻ con nhá, bảo là ở đến đây con cũng ốm. Rồi. May quá, được một cái nhà nó xấu trên này nó. Bữa anh cũng nói là kiểu như là do áp lực á. Nhiều lúc ta tỏ ra như tâm kiểu thần á, nhưng mà không phải là tâm thần mà kiểu như là áp lực. Người dân nhắc cứ nọ kia, người ta cứ dè biểu nọ kia nên là cũng áp lực sao. Đúng rồi. Với ở ngoài đường kiểu như là cái đó không có ổn á. Mình luôn luôn lo chuyện này chuyện nọ thì giờ ở đây thấy thoải mái. Đúng rồi. Chuyện nó yên rồi đừng nói lên nữa. Nghe. Con chưa có cơn đâu. Mẹ gọi điện bố mua nhá. Đâu nhỉ? Điện thoại mẹ đâu nhỉ? Không có. À, thì nó bận bác nhá. Con chuột tồn tại rồi. Ôi thế à? Con chuột thả. Hít, xử lý ngay. Ồ, kia là mà bố nó được công ty tặng quà Tết đấy chứ anh. Còn bọn em chưa có gì. À. Ngon. Chứ vậy nhà thì thiếu gì đúng không? Vâng. Không biết thích gì nữa. À, chắc Châu Anh gọi nè. Bác đi đi. À. Alo. Thôi thì chú xuống nha. Thưa mọi người á. Chào em nha. Đi nha. Chào hai cháu nha. Chào nha. À, chào chú xuống nha. Chào xíu rồi. Chào nha. Chào em. Alright, Châu Anh is hastening us. She's very impatient. So we'll just go down. See ya. And thế cả ngon tuyệt vời, 40 như 40 ăn thì ăn thoải mái, cái sức nhìn cũng ghê quá rồi. Kinh nói từ bồn cầu thì nghe không hay nhưng ăn lại ngon cháu ạ. Như bồn cầu thật nhỉ. Như bồn cầu à.
Thì vậy danh biệt là giờ trong anh buồn cầu á. Chú kêu chú tuồn lèo. Em kêu chào đến nội đâu. Mẹ nó nào cũng vậy. Mẹ nó lúc nào chả thế, không gọi cho là tốt lắm rồi, thế kệ nó. Phải để cho nó thoải mái về tuổi thơ chứ cứ cậu ăn là quên hết tất cả thế này. Nhớ đánh răng nữa, xuống miệng nữa. Này, mua ba màu à? Châu Anh ơi, ăn xong tuyệt đối phải đánh răng xuống miệng nhá. Không có răng này mà đau rồi à. Cắn nhau ở trong chăn nhưng mà sâu nó cắn tao rồi. Không nọ đấy, cô phải nhờ mấy người đến can đấy. Tưởng là sâu gióm bò chiếu đang làm cô hóa ra là sâu răng. Wow, cái nhìn này cũng hơi ghê. Bây giờ cháu phải vòng xuống dưới đường. Đấy, con lại đi vòng lần này. Ừ, có việc gì mà cần thế? Mai mua. Con mua này để về gửi bà về xã. Chị giao à, hôm nay đi chơi. Thế thì đi luôn đi, không có đi gì. Đâu? Đây này, cô chỉ cho đây này. Hôm nay đi chơi à? Chúng chú mệt rồi, để mai xong việc đã. Chị rất sợ là lại đổ bể là điên lắm ấy. Không phải điên vừa đâu. Thôi, đi ăn lẩu rồi. Có đi ăn lẩu. Đang mơ mộng sinh nhật thì có những cái gì? Không. Không. Có thì cô bảo luôn trong phải. Bảo là chắc chắn là chú cho thứ 6 ra. Em dự tính thứ 6 ra. Em có bảo anh cũng không chú, đi được rồi. Chú tuồn lèo mà. Nhớ chú lắm nhưng mà bảo không cho gọi. Chú nhớ chú sẽ ra. Nhớ chú sẽ ra xong rồi chú lại quay video. Chú nhớ là nghề của chú mà. Cháu chị em chỉ muốn uống hết cái này. Uống hết đi cũng được. Toàn đường nữa mà. Chú đậu chết thì được. Có vị ngọt nhất đấy. Vị ngọt nhất là vị màu tím em. Chua ngọt đúng không? Bây giờ chị lên nhà bà Hòa, mẹ sẽ nói trước với bà ấy một câu nhá. Đi chơi đi chú cháu. Có gì bà ấy nói là kiểu tình hình con này mà nó thuê ở đây ấy, thì là mọi người cũng nên ủng hộ và cho nó. Đừng có kiểu dạng như là người ta điều kiện cho mẹ con nó. Người ta điều kiện cho mẹ con nó, đừng có làm gì gây kiểu dạng như là khó khăn cho nó ấy. Ừ. Thì bà ấy là tổ trưởng ở đây mà, thì cô lên cô gặp nhá. Con bé đây là cái này, nó cứ lên để nhấn tay ăn con bé này. Cái lúc này thì hôm nay muốn uống cà phê. Nha, em chỉ thích uống nha, sữa tươi chan cho đường đen nha. Đường đen. Sữa chưa tươi chan cho đường đen nha, nó chưa xong rồi. Việc không có trà sữa là xiết thì chị ăn rồi. Bữa giờ ăn ngọt không à? Không. Khoái ăn ngọt. Toàn ăn ngọt mà. Răng xuống hết rồi. Ê chú ơi, chú nhìn cái màu này đẹp không? Đây anh nhìn em trai em lên nhé. Mà bảo là không bệnh không? Chẳng ai mà nó cũng đẹp. Nè, màu đẹp bóng chú. Đẹp nhỏ lắm anh nhỏ. Đẹp không? Đẹp không các bạn nhất luôn. Thế sao ơi? Thế thì anh đi ăn cơm với mẹ cho anh được. Cũng được. Mệt chưa? Đã mệt chưa? Yeah. Không mệt nhưng mà như là bệnh á. Sốt á. Cái đầu cũng như cảm là... Cảm cúm á. Hả? Cảm cúm hay là nào? Theo cháu ơi, nếu mà được thuê thì theo cháu thuê như thế nào? Người ta cũng hỏi ý kiến bác ấy, thì bác về bác truyền đạt với cháu là thuê khoảng bao nhiêu tháng? 6 tháng thôi. 6 tháng một lần à? Vâng. Có gì sau 6 tháng nghe. Tính tiếp anh. 6 tháng cái gì? Vâng, được. Thì người ta cũng có hỏi ý kiến ấy, bảo về hỏi lại xem. Thì ngày mai 9 giờ đến đứng đợi ở đây này. Máy của ông ấy hỏng chứ không phải ông không trả lời. Thì bác vừa mới đi đến nơi thì cách một đoạn nó bằng từ đây đến nhà Châu Anh ấy thì phát hiện ra ông ấy. Thế mới vời là ý đừng đóng cửa vội ấy. Dừng ở cái cửa đi. Thế để nói là sao gọi điện không nghe thì ông bảo là không phải là không nghe mà máy hỏng. Bảo có số nào nữa không thì ông bảo không. Có số đấy. Vâng chưa mai.